vua tôi nhà Tô Lương. Cặp thầy bói mù xem voi dân chủ tại Đức. Chuyến công tác của Lương Tam Quang cuối tháng trước được chuẩn bị rất chu đáo. Tô Lâm đã chuẩn bị hồ sơ vụ Trịnh Xuân Thanh và hợp đồng nhà máy điện hạt nhân giao cho nhà thầu Đức để làm món hàng trao đổi. Hai món quà đắt giá được dùng để đổi lấy một nhân vật mà Việt Nam cho là không có gì giá trị gì với nước Đức, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị hai món quà xa xỉ để đổi lấy một quà bình dân, nhưng vua tôi nhà ông Tô Lương lại thất bại. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Đầu tiên là nhân vật bị mật vụ bắt cóc từ Đức đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh, khi đang chờ cấp quy chế tị nạn tại Đức, khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó đến nay, suốt 7 năm qua, Đức vẫn không lên tiếng, vẫn luôn lên tiếng để đòi thả Trịnh Xuân Thanh về vị trí ban đầu. Với việc kiên trì đòi người dai dẳng từ Đức, nhà cầm quyền Cộng sản cho rằng Trịnh Xuân Thanh là món hàng quý với Đức. Tuy nhiên, điều này không đúng. Đức đòi người vì tuân thủ luật pháp của họ, Trịnh Xuân Thanh đang chờ quy chế tị nạn tại Đức nên ông được sự bảo vệ của luật pháp nước Đức, chứ không phải ông là món hàng có giá trị lớn lao gì với nước Đức. Thứ nhì là việc Tô Lâm mang dự án nhà máy điện hạt nhân đã mà trao đổi. Dự án này chắc chắn là dự án nhiều tỷ đô la Mỹ, rất lớn. Tuy nhiên, nếu dùng nó để phá vỡ quy tắc của một nhà nước pháp quyền như Đức là điều không thể. Ở Đức hay các nước dân chủ khác, bất cứ ai cũng không thể đứng trên luật pháp, kể cả nhà nước. Vậy nên đem một dự án làm mồi để bảo phía Đức hãy bẻ gãy một vài quy định của luật pháp Đức để trao bà Nhàn cho vua tôi nhà Tô Lương là điều không thể thực hiện được. Trong thất bại này, vua tôi nhà Tô Lương xem trọng giá trị hiện vật nên vẫn ỷ rằng phía Đức lợi thì sẽ đồng ý. Tuy nhiên, phía Đức lại xem trọng pháp luật hơn là lợi ích trước mắt, nên pháp quyền mang lại cho nước Đức sự hùng cường một cách bền vững. Còn dự án kia nếu không mang lại lợi ích cũng chỉ là cục bộ với một vài doanh nghiệp Đức. Như vậy rõ ràng tầm nhìn của Đức là bao quát, còn tầm nhìn của vôi tôi nhà Tô Lương là thiển cận, chỉ nhìn vào một góc nhỏ của vấn đề kiểu thầy bói xem voi. Thế giới văn minh phát triển từng ngày, trong đó nền dân chủ của họ ngày càng hoàn thiện hơn, chính quyền ngày một trong sạch hơn, quốc gia thì ngày một thịnh vượng hơn. Họ không chỉ giàu về mặt tiền bạc mà còn là quốc gia bình yên hạnh phúc. Ngược lại, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã điên cuồng chống lại xu thế dân chủ hóa của thời đại. Họ tự đóng kín tai không lắng nghe về dân chủ, tự họ nhắm chặt mắt không hề đọc về dân chủ. Vì thế họ trở nên đui mù trước những giá trị mà dân chủ mang lại. Cũng vì thế, khi sang Đức đặt vấn đề hợp tác về tư pháp, lãnh đạo Việt Nam như một người rừng nhảy vào mâm cỗ của các quý ông để cùng bàn chuyện, vì thế họ trở nên lạc lõng và tất nhiên họ thất bại trong mưu tính ấy. Khi mới lên ghế Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cũng có những hành động được cho là khác biệt so với ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là việc thả nhiều nhà bất đồng chính kiến. Một số ý kiến lạc quan cho rằng ông Tô Lâm cởi mở hơn người tiền nhiệm, và những ý kiến lạc quan hơn nữa lại cho rằng Tô Lâm có thể sẽ là Gorbachev của Việt Nam. Tuy nhiên, với tư duy ấu trĩ, mù tịt về giá trị dân chủ, pháp quyền, ông Tô Lâm làm sao có thể hướng dẫn Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên cởi mở hơn? Nếu muốn có dân chủ thì ít nhất ông Tô Lâm phải hiểu về giá trị của dân chủ, mà từ chỗ hiểu đến chỗ hành động còn là khoảng cách vời vợi, chứ nói gì đến việc anh mù làm sao biết được dân chủ hóa như thế nào sẽ rất khó khăn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vua tôi nhà Tô Lương, cặp thầy bói xem voi dân chủ ở Đức. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bà Dũng dùng hết công lực, Nguyễn Thanh Nghị vẫn không nhục nhịch. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết mối quan hệ giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Tô Lâm dần trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân được cho là ba Dũng dỗi vì Tô Lâm đã nâng đỡ Trần Lưu Quang mà bỏ quên Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ thứ 3, tính luôn nhiệm kỳ làm Ủy viên dự khuyết. Ấy vậy mà Nghị vẫn dậm chân tại chỗ,
chưa nhích được bước nào. Chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng không cao hơn chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trước đây. Thậm chí Nguyễn Thanh Nghị còn bị đì xuống ghế Thứ trưởng sau khi từ Kiên Giang ra Trung ương. Bà Dũng được đánh giá là người ngoại giao rất giỏi trong nội bộ của Đảng. Thuộc hạ ông nâng đỡ rất nhiều, dù ông Trọng đã đánh dụng nhưng không thể hết, một số còn sót lại đã leo lên cao. Trong đó có hai nhân vật đứng thứ nhất và thứ nhì chính trường Việt Nam hiện nay, đó chính là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Sau khi ông Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng như được cởi trói. Ông xuất hiện trên chính trường ngày một nhiều hơn, đặc biệt là xuất hiện bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm cũng tỏ ra rất quý mến ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên ông Tô Lâm không hoặc có thể không có động thái gì để giúp đỡ cho Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, ông Tô Lâm đang tiến hành cải tổ lại Ban Bí thư. Ông sẽ loại dần những nhân tố thân Nguyễn Phú Trọng ra khỏi ban này và đưa người của ông vào thay thế. Trong đó, Nguyễn Duy Ngọc, Trần Lưu Quang và Vũ Hồng Văn là những người được ưu tiên. Ông Nghị không nằm trong số này cho dù Ban Bí thư hiện nay đang rất thiếu người. Nếu ông Tô Lâm có thiện chí với Nguyễn Thanh Nghị, thì việc chuyển ông Nghị vào Ban Bí thư là rất dễ dàng. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiểu điều đó hơn ai hết. Ấy vậy mà, tướng công an từng được ông Ba Dũng nâng đỡ, giờ đây lại làm lơ với quý tử nhà Ba Dũng. Có ý kiến cho rằng sở dĩ ông Nguyễn Thanh Nghị bị ông Tô Lâm làm lơ, bởi ông Tô Lâm không tin ở ông Nghị. Ông Nghị từng được ông Phạm Minh Chính cứu vớt, đưa từ ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng lên ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Dù rằng ông Nghị chưa công khai đứng về phe nào để chống phe còn lại, nhưng rõ ràng Tô Lâm rất ái ngại. Vì ông Tô Lâm đang coi ông Phạm Minh Chính là đối thủ khó chơi nhất, nên nếu sử dụng ông Nghị thì Tô Lâm lại e ngại. Ban Bí thư lại có nội gián. Nếu dùng nhầm người, Tô Lâm sẽ phải hối hận về sau. Lợi thế lớn nhất của ông Ba Dũng cũng chính là bất lợi lớn nhất, là việc ông có ân nghĩa với cả hai nhân vật mạnh nhất chính trường hiện nay, là lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, xui cho ông, hai người này lại xem nhau là đối thủ không đợi trời chung. Nhưng Nguyễn Thanh Nghị bị mắc kẹt ở hai bên. Giờ đây nếu dựa vào Phạm Minh Chính thì ông Chính không thể làm gì hơn vì quyền lực của ông có hạn. Còn nếu nhờ vào Tô Lâm thì lại bị ông Tô Lâm e ngại là nội gián. Đấy chính là cái cớ để phát sinh bất lợi cho ông Ba Dũng. Những hạt giống đỏ trên chính trường hiện nay đã bị rụng gần hết. Từ Nguyễn Xuân Anh, Trần Tuấn Anh đến Đặng Quốc Khánh đều lần lượt ngã ngựa. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có thể trụ lại ghế Bộ trưởng đã xem ra là một thành công. Tuy nhiên, kết quả này với Ba Dũng thì chưa thể xem là thành công. Ông Nguyễn Thanh Nghị cần nắm một ghế trong Ban Bí thư để rộng cửa vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị đã ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương Đảng quá lâu. Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cần phải đợi đến Đại hội 14, nhưng giờ này mà vẫn chưa được chuyển vào một trong những ghế bệ phóng thì rất khó để ông Nghị có thể có tên trong Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Ba Dũng đã vận hết nội công, nhưng xem ra Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa nhúc nhích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, Ba Dũng đã dùng hết công lực, Nguyễn Thanh Nghị vẫn không hề nhúc nhích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de